Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thú tiêu khiển. Thực ra cái này là trồng rau thôi. Đây gọi là trồng rau sạch bằng công nghệ cao, áp dụng thủy canh, không trồng dưới đất. Tại vì mình đã trồng thử rồi, thì ở dưới đất mình trồng cây rồi cải, nhưng mà nó đều chết hết, nó không có sống. Dù mình tưới nước rất nhiều nhưng mà nó vẫn chết. Thì mình dùng ống nước phi 90 và đầu giảm của nó là 27 90, giảm 27. Thì mình đã trồng 1 tháng, sau 30 ngày đây là những kết quả của nó. Nó bự không? Đó, sau 30 ngày. Còn những cái cây dưới thấp thế này á thì lại làm nó chết á, nên mình thay đổi liên tục. Nó không có đồng đều. Tại mình trồng hết mười mấy cây á thì nó chết hết 10 cây. Thì nó chết hết 3 cây, còn là 7 cây sống sót. Đầu tháng 5 á thì đầu này tháng 5 à. Đầu tháng 5 á thì nó lớn được như vậy nè, lớn bự như vậy. Còn dưới này thì nó trồng giữa tháng 5 rồi, 20-27 rồi, nên nó còn nhỏ rồi, thấy không? Đấy, còn nhỏ. Nó còn nhỏ, rất nhỏ. Một xíu à. Vì sao mình phải nên trồng rau thủy canh, rau sạch? Tại vì thì thời buổi bây giờ thì nó trồng rau nó dùng phun thuốc không à. Hiện tại của lưới rau của mình không có phun thuốc phun cái gì hết, cứ bỏ phân bón vô, cứ để máy nó bơm lên. Đây là dùng phương pháp thủy canh luân phiên. Thì nó có bể đây, cái bể nước, có thấy bể trắng trắng không? Đó là cái bể nước chứa dinh dưỡng, nó hút lên, bơm hút lên, nó bơm và nó sẽ chảy luân phiên từ trên cao xuống thấp. Thì một ngày mình bơm có 3 lần à, nên cũng không bao nhiêu hết. Tương phí bao nhiêu thì một ống một hai cặp này là 150 nào. Cái chuẩn dài của nó của cây mình làm á, ống này á 90 á là 4 mét, mình chia ra mỗi cây là 2 mét thôi. Thì một cây của nó là 150. Rồi thì bên này 2 vàng, bên kia là 4 ống là 8 mét á, bên này cũng là 8 mét. Thì bên này mình trồng rau muống thực sự nó cũng có hiệu quả, nhưng mà nó hái nó cũng bèo bọt lắm, nó không có nhiều như cải. Còn cải á, bạn hái 1-2-3 cây là bạn ăn một bữa cơm rồi. Còn bên này nữa nè, là trồng rau muống nè. Ý lộn, bên này là trồng rau lan nè. Bên lan, chùm rau lan luôn, thấy không? Chùm rau lan luôn. Nó mọc trong đây quá trời luôn nè. Đó, chùm nó quá trời luôn. Đó, nhìn hoành tráng không? Còn toàn bộ sạch. Giới thiệu tiếp, đây là cái bồn chứa dinh dưỡng để cung cấp dinh dưỡng. Thì cái bồn này nó có máy bơm nè, máy bơm. Đến giờ là nó sẽ bơm. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ hái lá cải. Thì mỗi cây thì bạn nên chừa lại 2-3 lá để cho cây nó phát triển tiếp, chứ mình hái nhổ luôn gốc thì mất công mình lại trồng lại và ươm giống mất công, nên mình sẽ tỉa lá thôi, chừa lại 2-3 lá. Tại bữa ăn chỉ cần vài lá này là đủ bự, đủ ăn nồi hồng rồi. Sẵn tỉa lá luôn.
nhìn nó hấp dẫn ha các bạn. Đây này. Hơi bị có cái gì đập lấy cái đồ lận đó. Nó sẵn tỉ lắm. Đu cắt chút tay mình luôn. May là bạn dùng dao kéo các bạn thấy tại sao mình che mùng, tại vì giảm bớt ánh nắng nè, ta sợ nó cháy lá chết nó héo, tại nắng quá ở miền Nam nó nắng quá dễ bị chết cây. Ồ, cây này phải lá bự và cố luôn, bự luôn, các bạn thấy không ta, bự luôn, bự bằng bàn tay mình luôn. Này để gần á, nó thấy trời. Nãy còn 3-4 cây là ăn tấm đuối rồi. Chỉ tỉ lá thôi, lấy lá thôi. Rồi không, mới ba cây nó bó rau, không các bạn thấy không ta, bó rau luôn, che hết cái màn hình luôn á, đủ như một bữa ăn. Đó, mình chỉ mới hái có mấy gốc à. Mình chỉ mới hái có mấy gốc như nè. Đó, mình chỉ một gốc, hai gốc, ba gốc, mới có ba gốc thôi. Và trong khi đó còn mười mấy gốc nữa. Ăn được khỏi hèm luôn. Cái này được một tô canh rồi nè. Thôi được, được một tô canh rồi. Cái này được một tô canh rồi nè các bạn. Camera này hay quay lung tung ta. Đó. Vườn tô canh. Nó còn một hàng nữa, còn 5-6 góc nữa, 1 2 3 4 5 6 7 7 góc nữa. Đang chờ ăn đấm đuối luôn, chắc ăn khải ngán luôn á. Thôi video đến đây xin kết thúc, hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye.